trong ngày Tết. Bây giờ thì việc kiếm được những bức tranh này cũng sẽ khó hơn khi mà các làng nghề cũng dần dần thất truyền đi, và việc sản xuất thì cũng không còn được nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ thì chắc là giới sưu tầm thì có nhiều hơn, đúng không vậy? Đúng rồi, và thật ra thì chất liệu tranh bây giờ cũng khác nữa anh Ngọc Bách ạ. Dạ. Bây giờ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là in một cách rất là đơn giản, chỉ cần tìm hình ảnh ở trên Google này, chúng ta in ra thì hình ảnh là như vậy đấy. Thế nhưng mà cái chất liệu cũng như là cái hồn của bức tranh thì chắc chắn là cũng sẽ không thể nào giống như là những là bức tranh mộc bản được, đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa thì vào những ngày nguyên nhân là do chất khử trùng cần có thời gian để tiếp xúc với bề mặt hiệu quả, thường là trong vòng 10 phút các bạn thính giả ạ. Số thông tin chia sẻ như vậy để chúng ta tiếp tục cùng nhau có một cái Tết với thật nhiều những niềm vui trọn vẹn. Ồ, lại tắc ở đâu nữa thế này? Các bạn thính giả có gửi ảnh về nhưng mà cũng chưa cập nhật đầy đủ lộ trình này. Thì cũng rất mong là khi quý vị thính giả gửi tin về cho chương trình thì cũng gửi đầy đủ hơn những chia sẻ cụ thể để chúng tôi đồng hành với các bạn. Đây là phía quốc lộ 1 qua thị trấn Diễn Châu, Nghệ An. Ủn tắc đến như thế này, tôi quan sát thấy tắc rất dài đấy. Các bác tài nào mà đang có lộ trình ở đây thì chúng ta cũng cân nhắc nhé, và vui lòng là cố gắng để chờ đợi cho đến lượt di chuyển của mình. Đó là phía quốc lộ 1 qua thị trấn Diễn Châu, Nghệ An.